lỗi tại tôi hết. Biết vậy á, tôi không có đổ bún mắm và trà sữa đi, thì á, cô Trang không có gì vậy mà bỏ đi. Rồi có liên lạc với hai đứa nó được không? Dạ không mẹ, con gọi điện thoại mà không có đứa nào bắt máy hết á. Bầu bì vậy mà đêm hôm vậy đi rồi có sao không trời? Có khi nào á cô Trang bị trầm cảm không chị? Tôi thấy á, cổ lủi thủi ở nhà có một mình à. Rồi á, cổ biết tôi á, đổ bún mắm và trà sữa đi á, rồi cổ kích động dữ lắm. Ăn nói tào lao à. Thôi dẹp đi. À, gọi điện thoại cho ba ăn Trang. Dạ. Tôi nghe nè chị. À, anh ơi, Trang với lại Nam nó có qua chỗ của anh không? Tụi nó chưa về nữa hả chị? Con Trang nó có ghé qua tôi chơi, thằng Nam nó qua nó rước rồi. À vậy hả? À chị ơi, tụi nó có về á. À, nhờ chị nhắn cho tôi một tin nhắn nha chị. Còn không á, chị nói với con Trang điện thoại cho tôi cũng được. Cảm ơn chị. Ừ, tôi biết rồi. Mẹ, mẹ đi nghỉ đi. Để có gì rồi con sẽ tìm cách liên lạc với tụi nó. Liên lạc bằng cách nào? Gọi điện thoại nó không bắt máy kìa. Thì không bắt máy cũng đâu có sao đâu mẹ. Tụi nó lớn hết rồi mà. Nó biết cách tự chăm sóc mình. Nó tự chăm sóc mình rồi có nghĩ tới người già ở trong nhà không? Làm sao đêm nay mà ngủ được? Khổ thân thiệt luôn. Hai đứa này đi đâu mà giờ này chưa về vậy ta? Bà bầu mệt quá ha, phải tất bật nấu ăn giữa đêm khuya như vậy. Vì bà bầu này anh nấu cả đêm cũng được mà. Vậy sao? Con nghe chưa? Ba của con dẻo miệng như vậy á, nói sao mà không có nhiều cô mê mẩn cho được, đúng không con? Hay, tiếc cái là ba chỉ mê một mình mẹ con thôi. Dẻo miệng. Anh. Ừ? Anh có biết là lúc anh nấu ăn nhìn anh quyến rũ lắm không? Có hả? Hấp dẫn lắm á. Em chọc anh đúng không? Chào mọi người, đây là chồng của Trang Phạm. Và đây cũng chính là ba của bé Táo ạ. Đẹp trai quá ta, tạo nét rồi nữa. Thôi mà, đừng có quay. Thôi. Hồ khoái muốn chết rồi đó. Đừng có quay. Thôi mà, đừng. Thôi đi. Đừng có quay. Anh xạo quá trời mưa luôn rồi kìa. Đừng có quay. Bảo Nam nó về chưa? Dạ chưa mẹ. Nó chỉ nhắn tin cho con, nó nói hai đứa nó sẽ ngủ ở ngoài. Ngủ ngoài là ngủ ở đâu? Có nhà có cửa không ngủ mà đi ra ngoài ngủ làm sao? Nó cũng không nói là ngủ ở đâu nữa mẹ. Trời ơi, cái thằng cháu của tôi thiệt à. Dạ thưa nội, con mới về. Ủa sao hôm nay con về trễ vậy? Dạ, tại hôm nay ở khách sạn có nhiều chuyện, cho nên là con giải quyết xong mới về được. Ở khách sạn có chuyện gì? Dạ, cũng là chuyện nhỏ thôi nội. Hôm nay có đoàn khách VIP tới khách sạn mình. Trong cuộc họp với anh Bảo Nam thì anh hay lơ là nhân từ điện thoại suốt, cho nên là khách hàng không hài lòng lắm. Nó bị cái gì vậy? Đang làm công việc mà chuyện cá nhân ảnh hưởng như vậy đó hả? Trễ rồi, mẹ nghỉ ngơi nha mẹ. Chị nghĩ là tôi sẽ ngủ được hả? Một thằng cháu dẫn một con nhỏ bầu bì vậy ra đường không biết ngủ ở chỗ nào. Rồi bây giờ có khách hàng
mà nó làm cho giờ khách hàng người ta bực mình như vậy, nó xảy ra vấn đề như vậy đó, làm sao mà tối nay tôi ngủ cho được. Dạ, con thấy hình như là Trang với anh Nam đang giận nhau chuyện gì đó. Trong lúc họp á, Trang có gọi điện thoại, xong rồi anh Nam đứng dậy bỏ ngang cuộc họp. Trời ơi, trời ơi, thôi thôi đủ rồi, hai người đi về phòng đi. Hai người đi về phòng tôi không chịu nổi nữa rồi. Làm ơn đi giùm tôi đi. Dạ. Trời ơi là trời, Bảo Nam ơi, thằng cháu tôi. Mai Lan. Dạ, sao vậy cô? Con thừa biết là bà nội đang rất là giận Bảo Nam. Vậy tại sao con lại đi nói cái chuyện ở khách sạn cho bà nội? Dạ, cô nói vậy là sao cô? Bà nội là chủ của khách sạn, chuyện này ảnh hưởng tới công việc của khách sạn, sao mà con không nói cho nội biết được? Nhưng mà có cần thiết phải nói ngay bây giờ hay không? Con thừa biết là sức khỏe bà nội đang không tốt. Con luôn luôn nói là con thương bà nội lắm. Vậy con có nghĩ cho sức khỏe của bà nội không? Con thấy trong nhà này con mới là người quan tâm tới sức khỏe của bà nội nhất. Nếu cô và anh Nam thật sự quan tâm tới bà nội thì đã không đưa Trang về nhà này ở rồi, rồi làm tất cả mọi chuyện xào xáo lên, ảnh hưởng tới bà nội nhiều như vậy. Cái cách con nói khiến cho cô có cảm giác là con rất là ganh ghét cái chuyện con Trang về đây sống, đúng không? Còn cái cách mà cô nói á, làm cho con có cảm giác là cô đang khó khăn với con, cô đang đổ tội cho con vậy. Cô có bao giờ nghĩ tới cảm giác của con không? Khi mà con cố gắng làm mọi thứ cho người mình thương, con cố gắng dung dáng cho gia đình này, xong cuối cùng là nhìn anh Nam đón Trang về nhà để ở. Đây chỉ mới là bắt đầu, chưa là gì với con trai của bà đâu. Căn nhà này tôi mới là người sẽ làm chủ, chứ không phải bà hay con Trang. Giỏi quá ta. Ê, ê. Hả? Nước, cẩn thận. Em tưởng nó là anh la em, tại vì em dặm dơ chỗ anh lao chứ. Sao dám la được, em dặm dơ á thì anh lau lại thôi, em phải cẩn thận chứ, đang có cục vàng của anh trong bụng mà.